Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh KNew 24h. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật tin tức nóng nhất có trong ngày hôm nay. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin: Jisoo Blackpink lần đầu tiết lộ về vai nữ chính đóng cùng với Jung Hae-in, phim sẽ có nhiều cảnh đáng sợ. Blackpink độc chiếm bảng xếp hạng thương hiệu, Rose nhảy vọt. Hai bức hình nhà hàng tạp chí của Jennie Blackpink đang khiến hàng nghìn người sốc nặng. Hiếm hoi lắm Dahyun mới thể hiện phong cách sexy trên sân khấu, ai ngờ hội chị em Twice lại chẳng dám xem. Yuna của ITZY bị chê kém sắc, biểu cảm kỳ quặc trong ảnh tạp chí mới. Trước thềm tham gia Kingdom, Icon chính thức nhá hàng màn trở lại. Và sau đây là nội dung chi tiết. Jisoo Blackpink lần đầu tiết lộ về vai nữ chính đóng cùng với Jung Hae-in, phim sẽ có nhiều cảnh đáng sợ. Hiện tại không chỉ bận rộn với những dự án cùng với Blackpink, Jisoo còn đang tập trung cho vai diễn chính đầu tay trong bộ phim Snowdrop. Đây cũng là bộ phim được báo chí xứ Hàn đánh giá là dự án hot nhất năm 2021 vì quy tụ rất nhiều những cái tên đình đám. Tối ngày 15 tháng 2 vừa qua, trong buổi chia sẻ trên Instagram, Jisoo đã có những chia sẻ về vai nữ chính này. Theo đó, khi được fan đặt câu hỏi quay phim Snowdrop có mệt hay không, nữ idol bộc bạch: "Mình vẫn ổn, mình cảm thấy ổn khi tham gia dự án phim này. Đạo diễn phim cứ hay đùa Yong Cho chính là năng lượng trong phim, là nhân vật không thể thiếu. Mình quay phim rất là vui, thật sự là như vậy. Phim sẽ có nhiều cảnh đáng sợ nhưng mình nghĩ chắc sẽ không sao đâu." Có thể nói Snowdrop là dự án đang gây rất nhiều sự tò mò của khán giả khi mà dự án này được bấm máy hơn nửa năm qua. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại vẫn không có bất kỳ bức ảnh nào được rò rỉ ra bên ngoài. Chính vì thế chia sẻ của Jisoo về vai diễn đầu tay này nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Blackpink độc chiếm bảng xếp hạng thương hiệu, Rose nhảy vọt. Viện Nghiên cứu và Kinh doanh Hàn Quốc vừa mới công bố bảng xếp hạng giá trị thương hiệu thành viên các nhóm nhạc nữ đang hoạt động tại K-pop. Như mọi khi, Jennie của Blackpink tiếp tục dẫn đầu với tổng điểm tăng tới 53% so với tháng trước. Màn thể hiện xuất sắc của Jennie trong concert The Show, khai trương kênh YouTube riêng, cũng như cô nàng thành người mẫu cho một nhãn hiệu nổi tiếng tại Hàn Quốc đã giúp khán giả Hàn ngày càng dành nhiều thiện cảm cho cô nàng, chỉ số tích cực của cô tăng cao ngất ngưỡng. Bất ngờ nhất là Rose có điểm số tăng tới 70% và từ số 7 tháng trước nhảy vọt lên xếp thứ 2 tháng này. Tuy Rose chưa chính thức phát hành ca khúc riêng, nhưng cư dân mạng đã rất phấn khích và háo hức chờ đợi. Nhờ vậy mà chỉ số truyền thông của Rose tăng nhanh chóng mặt. Nếu như Rose debut solo vào tháng 3 tới, thì giá trị thương hiệu của cô nàng còn cao hơn nữa. Miyeon của G-IDOL cũng có bước thăng hạng thần tốc so với tháng trước nên đứng thứ 3. Nhóm G-IDOL đang có màn comeback thành công và Miyeon thành cô gái được quan tâm nhiều nhất nhóm nhờ gương mặt đẹp hoàn hảo, tỏa sáng mọi góc hình. Ngoài ra thì hai mảnh còn lại của Blackpink là Jisoo xếp thứ 5, Lisa xếp thứ 10 đã chứng tỏ nhóm nữ nhà YG đang phủ sóng mạnh mẽ ở Hàn Quốc. Giá trị thương hiệu của 4 thành viên đều cao ngất ngưỡng. Hai bức hình nhà hàng tạp chí của Jennie Blackpink đang khiến hàng nghìn người sốc nặng. Ngày 15 tháng 2, tạp chí Vogue của Hàn Quốc bất ngờ nhá hàng hai bức ảnh mới của Jennie Blackpink cho số tháng 3 tới đây. Ngay lập tức, hai tấm ảnh này gây bão mạng xã hội, khiến dân tình không ngừng chia sẻ, bàn tán xôn xao. Tất cả đến từ diện mạo khác lạ đến mức bất ngờ của Jennie. Nữ rapper của Blackpink luôn được biết đến với hình ảnh xinh đẹp, sang chảnh, nhưng nay đã trở nên lột xác với hình ảnh hầm hố, mạnh mẽ. Từ cách trang điểm đậm màu khói đến tóc mái ngắn cũn, mỹ nhân sinh năm 96 không khỏi khiến fan ruột cũng phải sốc nặng. Hàng nghìn bình luận rôm rả bàn tán về ngoại hình của nữ idol đầy ấn tượng. Ngoài ra, Jennie còn khoe khéo được bờ vai và tấm lưng trần nuột nà. Ảnh nhá hàng này đã gây mất máu, dân tình không khỏi ngóng chờ cả bộ ảnh của cô nàng sẽ được tung ra trong tháng 3 tới đây. Hiếm hoi lắm Dahyun mới thể hiện phong cách sexy trên sân khấu, ai ngờ hội chị em Twice lại chẳng dám xem. Trong Twice, Dahyun đảm nhận vị trí rapper, dù có vẻ ngoài dễ thương và nhí nhảnh, nhưng cô nàng được biết đến là một trong những thành viên điềm tĩnh nhất nhì nhóm. Tuy vậy, Dahyun luôn biết cách thể hiện sự hài hước của mình đúng lúc. Tại một concert của Twice, nữ idol đã không ngần ngại thể hiện biểu cảm sexy để chiều lòng fan. Đây là điều mà cô nàng rất hiếm khi làm. Trong khi người hâm mộ la hét om sòm vì phấn khích, thì biểu cảm của những thành viên còn lại mới là điều đáng nói. Dahyun uốn éo, tỏ vẻ quyến rũ nhưng lại toát ra vẻ dễ thương hơn là gợi cảm. Chua Yu là người đầu tiên phản ứng, cô nàng xấu hổ đến mức quay đi chỗ khác và ôm mặt. Trái ngược với em út của Twice, Sana lại thấy rằng Dahyun rất đáng yêu nên đã chạy ra và vỗ mông cô nàng rapper.
Chu Yu không phải người duy nhất ngượng ngùng, Ji Hyo xấu hổ đến mức lấy khăn che mặt để khỏi phải nhìn. Momo cũng có phản ứng tương tự, thế nhưng nữ idol không thể ngừng xem đồng đội biểu diễn đủ tư thế sexy. Các thành viên còn lại cũng hùa theo Da Hyun với biểu cảm hài hước không kém. Jong Yeon giả vờ bị chảy máu mũi sau khi chứng kiến cảnh sexy của nữ rapper. Chị cả Nayeon thì giả vờ giúp Jong Yeon sơ cứu và đùa rằng cô đổ máu vì Da Hyun. Chaeyoung tuy vào hùa với trò chảy máu mũi của hai người, nhưng vẫn tranh thủ nhìn về phía Da Hyun với biểu cảm tự hào. Theo Mina, bình thường Da Hyun rất điềm tĩnh, nhưng vào đúng thời điểm thì cô nàng lại là người thể hiện tính hai mặt nhiều nhất. Mỹ nhân người Nhật cũng thổ lộ rằng cô thực sự tôn trọng sự thông minh và hài hước của Da Hyun mà cô nàng thể hiện trong các chương trình tạp kỹ. Yuna của ITZY bị chê kém sắc, biểu cảm kỳ quặc trong ảnh tạp chí mới. Ngày 16 tháng 2, tạp chí Single Courier tung ảnh nhá hàng ấn phẩm số tháng 3 năm 2021. Girl group nhà JYP là ITZY được chọn làm gương mặt trang bìa tạp chí tháng tới. Đây cũng là lần thứ tư mà ITZY làm người mẫu cover các tạp chí Hàn. Trong bức ảnh cover, phản ứng của cư dân mạng đối với biểu cảm chụp hình của từng thành viên ITZY có những bình luận trái chiều. Yeji, Lia, Cherong được khen ngợi về thần thái tiến bộ, không còn đơ cứng, gượng gạo như trước. Tuy nhiên, Ryujin và Yuna bị chê là thần thái nhạt nhòa, không phù hợp chụp ảnh họa báo. Ryujin bị Knet nhận xét xinh đẹp nhưng khá hiền, thiếu khí chất ngôi sao. Đặc biệt, gương mặt của Yuna bị Knet chê khó hiểu vì trông dừ và dìm hàng, không toát lên khí chất tươi trẻ đúng với độ tuổi 18. Biểu cảm trợn mắt của nữ idol bị Knet chê lố, tạo cảm giác như cô nàng đang giận dữ hay khó ở và gây khó hiểu cho người hâm mộ. Cư dân mạng Hàn Quốc thậm chí còn chỉ trích stylist của JYP khi chọn kiểu tóc và trang phục xến xúa, không phù hợp với visual của Yuna. Cô nàng là một trong những nữ thần sắc đẹp của K-pop Gen 4, nhưng lên tạp chí trông lại kém sắc nhất nhóm. Các fan cho rằng ITZY không phù hợp làm người mẫu ảnh tạp chí. Trước đây, nhiều bộ ảnh của nhóm ITZY cũng bị chê non nớt và thiếu tự nhiên. Chỉ một số thành viên như Yeji, Lia có tiềm năng lấn sân sang mảng họa báo. Các thành viên còn lại bị chê đơ cứng, gượng gạo. Tổng thể nhóm bị lạc quẻ và thiếu ăn ý với nhau. Trước thềm tham gia Kingdom, Icon chính thức nhá hàng màn trở lại. Ngày 15 tháng 2, YG tung ra một tấm poster nhá hàng cho màn trở lại của Icon. Tin tức này không có gì đáng ngạc nhiên vì trước đó, công ty xác nhận rằng một trong những lý do khiến thời gian quảng bá solo của Bobby rút ngắn lại là vì anh chàng muốn chuẩn bị thật kỹ cho màn trở lại cùng với cả nhóm. Hiện tại ngày trở lại của Icon vẫn được giữ là Coming Soon, nhưng chắc chắn rằng màn comeback này sẽ diễn ra rất sớm vì Kingdom sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 4 tới và nhóm sẽ muốn kết thúc hoạt động quảng bá trước khi chương trình bắt đầu. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn comeback của Icon nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ KNews 24 giờ nhé.